đang sống và làm việc tại Nhật và một số bạn đang có ý định sang Nhật. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Toàn, hiện tại đang sống và làm việc tại Shiga. Thì mình đã ở đây được tầm khoảng 8-9 năm gì đấy. Thì mình cũng có rất nhiều bạn bè thì muốn nhờ nhờ mình làm thủ tục bảo lãnh vợ con, gia đình người thân sang Nhật. Thì mình làm cũng rất nhiều rồi nhưng mà mình thấy cũng nó rất chia đơn giản. Thì hôm nay mình tóm tắt trong một video và hướng dẫn mọi người một cách cụ thể để mọi người có thể tự mình làm hồ sơ và tự mình lên Nưu Càng lục hồ sơ. Thì video này rất mong được mọi người xem và ủng hộ. Hãy xin cho mình xin một like và chia sẻ kênh, ủng hộ mình để cho mọi người biết được, càng nhiều người biết được cách cách mà làm thủ tục xin bảo lãnh cho vợ con hoặc là người thân sang chơi. Thì mọi người hãy xem kỹ video của mình trong đây nhé. Thì các file mà cần làm gì đấy thì là mình đã để ở dưới, mọi người có thể tự download về và điền nội dung vào. Nhìn qua video thì mọi người có thể dừng lại và dừng lại một chút rồi thì mọi người tự sửa nội dung được. Đấy, thì các thủ tục như nào thì mọi người hãy xem video của mình nhé. Vâng, thì vừa rồi mình đã nói đấy, thì là ở đây mình sơ lược qua về cái vấn đề là thủ tục bảo lãnh, người được bảo lãnh và người bảo lãnh thì cần những hồ sơ như nào. Nên mình sơ lược qua như này nhá. Thế người được bảo lãnh là vợ con hoặc là người thân hoặc anh em bạn bè muốn sang Nhật. Đây mình nói về vấn đề là mình bảo lãnh cho vợ con. Thì ở cái mục 1 thì là ảnh cần ảnh 3x4 mới nhất trong vòng 3 tháng. Hai là hộ chiếu mình làm Việt Nam, hộ chiếu sang Việt Nam mình đấy thì mọi người cũng biết. Cái thứ ba là mình cần những tầm khoảng 3 đến 5 bức ảnh chụp mà chứng minh mình với người mà mình cần bảo lãnh ấy, như vợ mình ấy, là ảnh cưới hoặc ảnh đi chơi cùng với vợ, có ảnh con hoặc bố mẹ chụp ảnh cùng chung có mặt mình ở đấy. Sau mình sẽ ghi cái ngày tháng tháng hoặc năm của mình kèm bức ảnh đấy và kèm nội dung là mình đi chơi hoặc đi đâu đấy, hoặc tổ chức sinh nhật hoặc gì đấy có liên quan về đấy. Rồi thì giới thiệu qua về về bản thân, về về cái người vợ của mình, quen nhau như nào, ở trong bức ảnh đi kèm theo ở bên cạnh mong mình sẽ cho các bạn xem. Thì là thì để cho nếu càng chứng minh là mình quan hệ, có một quan hệ với cái người người mình người bảo lãnh. Hai bốn là giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy chứng minh nhân thân. À, mình có quen người đấy hoặc con hoặc cá gì đấy thì cần xuất trình giấy tờ đấy. À, và cái bên người được bảo lãnh, à, người bảo lãnh thì là tên của mình, là tên của cái người bảo lãnh ấy, thì là mình cần cái hộ chiếu, copy trang ảnh, có hộ chiếu thì có copy cái trang ảnh của mình ở Việt Nam ấy, cái hộ chiếu mặt ở Việt Nam, mà một cái copy cái mặt của mình ở cái phần bên hộ chiếu bên Nhật đấy. Hai là cái giấy Jicado, là cái thẻ ngoại kiều của mình ấy, cái thẻ chụp copy hai mặt, cũng hai mặt nhé. Hai là cái thứ ba là cái giấy giấy số là cái giấy chứng nhận công việc, xác nhận công việc của mình đang hiện tại đang làm ở công ty của Nhật đấy. Cái thứ bốn thì là cái này thực ra cũng không cần, nếu mà cái Zandaka ấy, cái tiền dư tài khoản trong ngân hàng của mình ấy, cái đấy thì mình ra ngân hàng mình in được, mình nhờ ngân hàng mình in, mình ra ngân hàng mình bảo nó mình Zandaka Somesho là nó sẽ in cho mình, em mình đóng dấu nó gửi sẽ gửi về nhà theo mình. Hoặc là mình chúng ta lười không muốn làm như thế thì có thể in 3 tháng lương gần nhất đấy, in 3 tháng lương gần nhất nghe tính từ thời điểm hiện tại mình xin đấy, trước đấy là 3 tháng nhá, cũng được, không cần thiết. Cả trong mục 4 và mục 5 này thì dùng hai cái càng tốt, nhưng mà các bạn là cẩn thận thì lên in hai cái càng tốt. Cái 6 là cái Genshin Jose, cái Noze Mikaze. Cái Noze Kaze thì tùy từng người ấy, thì theo mình thì là xin, nếu mà năm giả sử như năm nay năm thứ 4 thì bạn xin năm thứ 3 hoặc năm thứ 2, nếu mà các bạn mà ở 2 năm thì phải xin là 2 năm liền. À, nếu mà bạn ở thường 2 năm thôi chứ không không đến 3 năm đâu thì bạn xin cái Noze Mikaze năm hiện tại thì chắc là nếu mà chưa có thì chắc là họ cung cấp,
Nhưng mà cái Nozem Mkz là chứng minh là cái giấy xin cái giấy thuế mình có đóng hay không ấy. À, mình xem mình có đóng không thì họ họ nếu càng họ sang kiểu xác minh ấy. Thường thì là như mình thì mình xin là mình nộp mình xin là từ năm 3 mới năm 4 năm 3 năm 2 năm 4 thì không phải xin. Đó. Còn cái Genshin Jose này thì ở chợ bảng bảng lương cuối năm của công ty mình, các công ty thì thường là nó sẽ tổng kết vào tháng 12 thì mọi người in ra cho mình một bản là năm 3 và năm 2 càng tốt, mình cầm đi cho yên tâm. Nhưng thường là mình in năm 3. Đấy. Đấy. Cái 8 ấy thì là cái giấy Jumino thì ai cũng biết, cái giấy Musashi thì Shinakuso là mình xin được. Nên, cái giấy xin nhắc giấy Jumino này thì mình ra mình xin, tốt nhất là mình xin trước khi mình đi nộp là tầm khoảng trong vòng 1 tháng thì là tốt nhất, chứ nếu để quá 3 tháng thì cái giấy của mình không có tác dụng. Đấy, mong mọi người lưu ý. Cái giấy kết côn Somei ấy, thì ở đây thì mình có chia nhạc cử cho một bạn. Đấy, bạn ấy tên là Quyết, bảo ấy cho vợ. Đó, thì mình các bạn nhìn qua cái kết côn Somei này thì ở trên mạng có cái file rất chi là nhiều, các bạn nên đánh vào Google là đánh kết côn Somei là được, nó sẽ hiện ra thì nó sẽ các bạn download về và các bạn điền thông tin vào tên tên của vợ, tên ngày tháng năm sinh rồi địa chỉ, tên của chồng rồi thì dịch ra cũng nói chung là cũng đơn giản, không nên không có gì khó, các bạn chỉ điền mấy thông tin vào thôi, còn cái chữ cái này thì nó có sẵn rồi đấy. Thì các bạn điền vào rồi lưu vào file PDF ra company in. Đấy. Tiếp theo thì mình nói về cách làm tờ đơn. Tờ đơn có 3 tờ. Tờ đơn này thì để mình thực ra ở trên trên New Càng ấy thì họ cũng có để sẵn ở trên bàn ấy. Thì để cho mọi người lên đấy mà viết được, nhưng mà thường chúng ta nên chủ động viết viết luôn ở trên máy tính hoặc là download một cái file về, download 3 cái file về xong mình điền được. Thì như mình thì là mình làm 3 cái file đấy trên máy tính, thì đây mọi người nhìn và nhìn mà mình biết làm sao viết ở đâu, viết cái các cái nội dung ở chỗ nào làm sao cho đúng và hợp lý để mình nộp nhiều càng và nhanh được đón được vợ và con mình sang. Thì đầu tiên thì cái mục mục 1 ấy thì xin xe này cũng ấy thì cái Kokuseki này thì là mình ghi là đất nước của mình Việt Nam. Đó, đất nước của những người mình được bỏ lãnh là Việt Nam, và ngày tháng bên này là Senegapi thì là mọi người điền năm sinh tháng và ngày ngày của cái năm tháng ngày tháng năm sinh của người mình được bỏ lãnh và tên của người bỏ lãnh đấy. Đây là đứa em mình thì em ở trên Osaka thì mình tên đón đón vợ, thì vợ bạn đấy thì là con gái thì các bạn này xem vật chữ này, xem vật chữ này thì là nếu mà nam thì nếu mà vợ mà đón bảo lãnh nam chồng thì là mình chuyển sang nam, còn nếu mà chồng bảo lãnh vợ thì mình chuyển sang nữ, bảo lãnh nữ. Và đây là địa chỉ Tsuchichi, nơi xuất thân, nơi sinh ra ở Bắc Linh, người vợ bạn của em ở Bắc Linh. Thì cái chỗ này mục này mục 6 này thì là hai cư xạ là cái người phụ thuộc có hay không, thì có con thì tất nhiên là phải có rồi, còn nếu không có con mới độc thân mới kết hôn không thì là không nhá, các bạn nên điền vào đấy. Còn cái mục này là Sokugyo, nó nghĩa là nghề nghiệp, thì nếu mà làm nông ruộng thì mình là farmer, mình điền là farmer hoặc là lô cả, thôi như là mọi người điền là lô cả đấy. Thường là mọi người điền là lô cả. Bên Nhật thì Việt Việt Nam mình nhà thường mọi người tất cả ai cũng đặt lô cả. Rồi, lô cả. Thì cái thứ cái này là địa chỉ ở Việt Nam nhé. Địa chỉ Việt Nam thì mình cứ ghi là hoa không dấu cho mình rồi nhé. Cái khoảng cách giữa 2 chỗ với nhau thì mình cách ra một tí. Và cái mục 9 này. Mục 9 này là cái địa chỉ liên lạc của người ở Nhật. Tức là bản thân của mình ấy là người chồng ấy hoặc là người vợ mình bảo lãnh ấy, thì là địa chỉ của người đấy. Thì cái đứa em mình thì nó ở Osaka, hiện đang làm việc tại Osaka. Thì mình đã điền thông tin vào đây rồi. Và số điện thoại.
Số điện thoại thì thường là mọi người, số điện thoại cầm tay ấy, thường mọi người là đến qua Bango này. Đấy, kê tay qua Bango thì mình đi đến bên này. Đấy, kê bên này cũng được, cũng giống nhau cũng được, nó không không có gì cả. Cái thứ mục mục 10 ấy, đây là cái mã hộ chiếu của mình nhá, mã hộ chiếu của người vợ hoặc là người chồng ở Việt Nam mình cần bảo lãnh. Đấy. Mọi người lưu ý nhé, đừng có nhầm sao mã hộ chiếu của mình ở bên Nhật là không được, là sai nhá. Cái này là cũng nhiều khi là mọi người hay hay nhầm lẫn này. Đấy là cái mã hộ chiếu của người vợ hoặc chồng ở Việt Nam mình muốn bảo lãnh đó. Và cái kỳ hạn đó. Như cô kỳ cả kỳ ghen, như cô kỳ ghen là cái kỳ hạn mình phải ghi vào nhé, năm và tháng và ngày. Và cái mục 11 này thì là cái mục đích đến Nhật, như cô cử Tiki. Đấy. Thì mục đích đến Nhật này thì cũng có rất nhiều, thì mình đứa em mình bảo lãnh là với mục đích là Kazoku tay dài thì mình chọn là Kazoku tay dài, còn đây là kênh QC, kênh Q, nó đây là Gino là kỹ năng đặc định, rồi thì là Kekangri thì là quản lý kinh tế. Rồi thì tiếp theo thì cái mục mình bảo lãnh người thân thì cái mục 11 này thì là mình được chọn cho đứa em là Kazoku tay dài thì thường như mọi người chọn như thế. Và cái mục 12 ấy, thì là cái ngày dự định, ngày tháng dự định sang Nhật thì đứa em mình là mục nó bảo mình là làm cho năm tháng 8, ngày 25 tháng 8. Nếu mọi người giả sử như là tháng này nộp thì tháng sau mình dự định mua đấy cũng được, không sao cả. Hoặc là tháng này nộp tháng tháng này mình dự định mua cũng được, nhưng mà như thế thì nó sợ nó hơi ghi đi nó gấp quá ấy. Nên tốt nhất là một tháng này mình nộp hồ sơ thì mình để tháng sau mình dự định sang Nhật thì nó hợp lý hơn, và mình làm thủ tục nó không bị gấp. Thì, cái hai là cái dự định cái nơi mà mình đỗ, mình đặt vé máy bay mình xuống ấy, mình sang Nhật ấy, thì đứa em mình nó ở khu Osaka thì nó đặt vé bay ở đặt lịch máy bay đỗ ở Osaka, còn nếu mà các bạn ở trên Tokyo thì các bạn đỗ đặt là Kansai Narita. Đấy. Còn dự định ở Nhật bao lâu thì thường như là mọi người thì là theo visa của chồng ấy, hoặc visa của vợ, thì trong visa của vợ có 3 năm hoặc 1 năm hoặc là 5 năm thì mình nên nên mình nên đặt nhiều nhiều một tí để cho người ta xét. Từ 1 năm thì mình ghi là 3 năm được, thì người ta xét nếu mà nó dễ dễ thì nó cho 3 năm, còn thường thì là visa 1 năm trong 1 năm. 3 năm thì chồng 3 năm thì nó cho vợ 3 năm. Còn nếu mà chồng 5 năm thì nó cho vợ 5 năm hoặc cho vợ 3 năm, tùy theo cái người như càng là cho nó dễ dễ hay không. Cái mục 15 này thì là cái mục mà cái người đồng hành đi cùng ấy, thì chính chắc là mọi người nếu có người đồng hành đi cùng thì các bạn tích vào yes vào new, còn không thì bạn ghi vào này. Đấy. Thứ hai là cái nơi mà mình sau khi mà có cái tư cách lưu trú thì bạn làm hồ sơ xin ở đâu, thì một ở Việt Nam mình chỉ có hai nơi như là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thì các bạn ở khu vực Bắc thì các bạn nên ra Hà Nội, còn khu vực miền trong miền Nam thì vào thành phố Hồ Chí Minh mình xin được, nó tùy mình cảm thấy chỗ nào tiện thì mình ra thôi. Hai là cái đây là 17 này thì là bạn đã đến Nhật bao giờ chưa, và thì đứa em mình thì nó vợ nó chưa đến Nhật bao giờ ấy. Nếu mà bạn đến rồi thì bạn tích vào S và ghi vào năm tháng ngày tháng năm của mình đã đến Nhật, và đến bao từ bao lâu đến bao lâu, đây các bạn điền vào đây. Đấy. Và đến mấy lần nhé, cái khu này là đến mấy lần, cái sư đến mấy lần, nếu mà có, còn nếu không thì các bạn để trống và ấn vào lâu. Và cái thứ mục 18 này ấy, thì là cái mục mà phạm tội chưa. Đấy, các bạn ở nước mình hay là ở bên nước ngoài, ở khu nhà ở Nhật đã phạm tội chưa thì thường các bạn ấn là lâu cho mình nhé, đừng có ép ép vào là thôi không sao đâu. Đấy. Mục mục 19 này ấy, mục 19 này thì cái mục 19 này ấy, thì nó ghi ý nói là bạn đã bị lệnh trục xuất ra khỏi nước Nhật bao giờ chưa, thì các bạn tích cho mình vào lâu nhá. Cái lệnh này mục 20 này ấy, thì cái mục 20 này là cái mục mà các bạn điền thông tin của các bạn này nhá. Đấy.
điền thông tin của các bạn, sai di chữ này. Đấy, điền thông tin các bạn, nếu mà chồng thì các bạn điền chồng. Thôi thì người thân anh chị em ở bên bên Nhật đấy cùng ở ấy. Nhưng mà bên mình, em mình thì là ở bên Nhật này thì không không có ai ở mình độc thân ấy, thì chỉ có mỗi mình nó bạn ấy thì là điền tên là chồng để quan hệ với cái người mình bảo lãnh nhá, chồng nhé. Nếu mà mẹ thì mình khi là mình là phải là con chứ không được coi là chồng nhé. Em bảo bảo lệ anh chị em thì mình điền là khác. Thì tên của bạn ấy và ngày tháng năm sinh và quốc tịch Okusiki. Đấy, cái này là mình nói yes, đôi là cùng ấy, là hiện tại là có đấy. Mà tên hiện tại là cái tên công ty của mình đang làm việc ở Nhật, tên công ty nhé, và cái số giấy qua đồ. Đồ. Cái mục này thì xong một tờ, anh em mình chuyển sang tờ thứ hai. Tờ thứ hai này thì cái ca dụng cụ tay dài này để mục đích nên là cái tờ mà ghi về về cái giấy tờ liên quan đến kết hôn nhé, kết hôn của mình ý. Hiện kết hôn mình trước cái giấy cái kết hôn mình vừa lúc ấy mình cho các bạn xem dịch rồi đấy, thì là trong cái mục đấy thì bạn kết hôn ở đâu, thì đứa em mình nó kêu ở Đông Bắc Linh, và cái các bạn nhớ ghi là ngày tháng năm này, năm mình kết hôn. Còn đây là em mình kết hôn ở ở Việt Nam ấy, thì là Bắc Linh, nhưng mà vợ của mình ấy, vợ của mình thì mình lấy vợ nước ngoài, lấy vợ ở người Myanmar ấy. Thì vợ mình người Myanmar đấy, Myanmar nhé, thì tên là Zima đấy. Thì mình kết hôn ở Nhật thì mình sẽ điền ở mục ở Nhật, kết hôn ở Nhật. Còn nếu mà kết hôn ở Việt Nam thì mình kết hôn ở ghi ở phía dưới, mình kết hôn ở Nhật, mình kết hôn ở Tokyo, ngày tháng năm thì cũng ghi ở đây. Còn các bạn kết hôn ở Việt Nam thì các bạn điền ở đây, chỗ mà nơi kết hôn ấy, nó ghi là nơi nơi đăng ký kết hôn ở phía dưới chỗ chỗ kết hôn ấy, giấy đăng ký kết hôn ấy. Thì các bạn điền ở đây và ngày tháng năm. Cái mục dưới này thì cái mục mà chi trả chi phí đi lại thì thường như là bố mẹ trả cho, hoặc là người nước ngoài gửi cho mình, hoặc tự mình gửi hoặc cái gì đấy ngoài đấy. Nhưng mình thì mình chọn cho đứa em thì, trước mình thì mình cũng là tự mình chi trả chi phí đi lại đấy. Thì của cái mục phía dưới này là cái mục mà đây, mục phía dưới đây, các bạn này nhìn đây, thì cái mục phía dưới này là cái người đại diện. Cái người đại diện này thì ghi tên mình, ghi tên cái người bảo lãnh là ghi là tên người đấy và tên chồng, địa chỉ, số điện thoại, đây người đại diện nhé. Cái lúc cái người này, đây là cái người mà đi lộp lộp của đại diện, lộp hồ sơ ở trên bên đại sứ quán đấy, các bạn nên nhớ nhé, không được nhầm nhé. Đấy, mình đi quyết. Đấy, thì tên người có liên quan với người đây là cái người vợ, là tên chồng, rồi thì địa chỉ, số điện thoại nhá. Xong xem mục mục số 2 thì sang mục 3. Mục 3 thì mục 3 thì như này, các bạn điền thông tin của mình thường nha, thông tin của mình. Cái phần đầu tiên ấy, phần đầu tiên ấy là cái tên của người được bảo lãnh nhé. Các bạn điền tên của người bảo lãnh là tên vợ mình, hoặc là chồng mình, hoặc là chị em, hoặc là bố mẹ, điền ở đấy. Hai ba là cái fiancé, là cái người phụ dưỡng ấy, cái người mình mà chính là mình đấy, là người bảo lãnh ấy. Đấy thì là mình điền tên mình vào, ngày tháng năm sinh, rồi thì là Kusiki và Zajikado, nó cái thông tin của cái thẻ gai. Cái ba là cái thông tin trên cái thẻ gai của mình ấy, ghi chữ này, Jin Bun Chi Số Cự này. Đấy, cái này là đứa em mình là engineer, kỹ sư. Đấy, thì visa bao nhiêu, cái thời hạn của visa là bao nhiêu, và cái thời hạn kết thúc của visa, ngày tháng năm hết. Thì có quan hệ với cái người bảo lãnh thì là
Nếu mà chồng bảo lãnh vợ thì ghi là chồng, còn nếu vợ bảo lãnh chồng thì ghi là vợ. Đấy. Còn nếu mà bố bảo lãnh con thì ghi là bố, hoặc mẹ bảo lãnh con thì ghi là mẹ. Đấy, các bạn điền vào đây. Đó, sau thì là các bạn ghi là cái địa chỉ của công ty của mình, mục 9 này nhá, địa chỉ công ty của mình, địa chỉ công ty mà bạn các bạn làm việc ấy, ghi đầy đủ nhá. Đó, Kabushiki gai xạ này, Tanaka này. Đó, ghi vào đấy. Xong rồi thì là ghi cái địa chỉ cái công ty làm ở Long, nó làm hông xạ làm ở đâu. Đấy, nó đây nó làm ở Osaka. Đấy. Và cái khu vực, nói chung cái này mình ghi địa chỉ của cái chỗ công ty ấy ghi rõ không được, mình chỉ cần ghi tay là được rồi, cũng cần phải ghi rõ địa chỉ là gì gì đây đây không cần ghi. Và cái hai là cái lên siêu là cái thu nhập của một năm của mình, lên siêu thì các bạn là thường là ghi cho mình là từ 300 man trở lên, thấp quá là nó cũng không cho mình cho vợ sang đâu, bởi vì nhiều khi nó xét cái thu nhập của mình thấp quá, bây giờ kéo cả vợ sang nữa thì nhiều khi là không đủ ấy. Bây giờ nó năm đã lập trước thì hơi khó, nhưng bây giờ về đây thì cái xét thủ tục xin visa của người được bảo lãnh thì nó cũng dễ, nó cũng đơn giản, nó không nó khó, thủ tục nó cũng đơn giản đấy, nó cũng không khó đấy, là từ 300 man các bạn theo mình thì là nên để đấy. Thì là đây là toàn bộ nội dung mà mình muốn chỉ dẫn các bạn về cái việc mà làm thủ tục bảo lãnh người thân, vợ hoặc chồng sang Nhật. Thì đấy cũng có 3 tờ này, và những cái tờ cần thiết ở trên kia mình đã cho các bạn xem rồi đấy. Thì và cho mình đây muốn cho các bạn xem một cái này nữa. Đây để em mình đây, thì mình cũng làm cái file lý lịch đăng ký kết hôn, kết hôn này, cái kết hôn này thì là đây mình làm cái file như này đấy. Cái file này nó nói sơ qua về quá trình mà được em mình gặp vợ, và hai là kết hôn như nào. Thì đây thì mình cũng nói là nói các bạn nên làm như thế này, như mình nó cũng dễ không khó gì cả. Nếu các bạn nào không biết thì có thể comment cho mình và gửi cho mình có thể làm hộ cho các bạn. Đó. Nhắn vào link Facebook của mình ở phía dưới nhé. Đó. Tất cả các file thì các bạn không làm được, các bạn cũng có thể gửi cho mình làm hộ cho các bạn. Đấy. Nhưng một số lơ thì nó có thể lấy tiền các bạn từ 3 man, 5 man hoặc 10 man, là tùy những người nó có độ khó như nào. Nhưng mà mình làm cho rất nhiều mọi người rồi, cũng dễ mà nhanh mà, cũng nói chung là mình mất tầm vài tiếng thôi. Các bạn có thể cho mình tiền uống nước gì đó thì mình, nếu mà cho là mình ok đấy, một tờ hồ sơ mình nhận luôn, không có từ chối thì mình cũng mất công một tí đấy. Thì các bạn đây thì mình làm file đây nhá, file các thứ rồi thì là đây các file ngày tháng năm, rồi mình là quen các bạn đôi đôi đứa em mình là quen nhau, rồi ảnh cưới mình điền hết về này. Đó. Nói rồi thì chụp ảnh với vợ với con cho sân bay đấy, ngày tháng, rồi đấy cũng một vài bức ảnh mình làm tầm khoảng 3 file PDF vào đấy, xong mình in ra thì là chứng minh là quan hệ của vợ chồng đó, xong mình chú thích một chút ở phía dưới nữa, thế thôi, xong mình in ra là ok. Thế mình chúc các bạn nào có ý định đón vợ đón đón chồng từ Việt Nam sang, thì chúc các bạn làm hồ sơ và nhanh chóng được đón được vợ được chồng sang đoàn tụ với gia đình, hai vợ chồng cùng cố gắng làm ăn kiếm thật nhiều tiền. Và nhớ đừng quên cho mình xin một like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Chúc các bạn thành công nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Và nhớ là những cái file nào các bạn cần thiếu thì cứ comment cho mình gửi cho file nhé. Không có gì khó cả, mình gửi file mà mình có thể sửa được luôn cho được nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.